Đi make up cho khách, cô gái bị nhắn tin nhắc nhở vì ăn mặc hơi mát mẻ. Mới đây, một cô gái làm nghề make up đã đăng tải đoạn clip với dòng tâm trạng khá buồn bã, liền nhận về rất nhiều lượt quan tâm, cùng với đó là hai luồng ý kiến trái chiều rằng đúng hay sai, chuyện đi make up được phép ăn mặc sexy. Được biết, cô gái làm nghề make up có ngoại hình rất ưa nhìn và vóc dáng đầy quyến rũ. Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, cho đến một ngày đẹp trời, đi make up cho khách nữ tại nhà. Sau khi xong xuôi trở về thì cô gái nhận được tin nhắn nhắc nhở về vấn đề ăn mặc, cụ thể là hơi hở, khiến chủ nhà cảm thấy không thoải mái vì còn có bạn trai đang ở đấy. Một ngày đi làm của tôi hôm nay khá là hoàn hảo, đến khi tôi gặp được dòng tin nhắn này. Đây là những clip mà được tôi quay lại lúc chiều nay nè, còn rất là vui vẻ luôn đó. Mà sau khi mà buổi tối nhận được cái dòng tin nhắn này thì tôi không còn vui vậy nữa, nhưng mà tôi vẫn cố gắng edit clip này cho mọi người coi. Giờ là gần 4 giờ rồi, nhưng mà cái mặt tôi như vậy thì nó hơi nhợt nhạt. Thì tôi ở nhà tôi mặc bộ đồ như thế này thôi, nhưng tôi chưa khoác áo khoác vào và rất là hí hửng tới nhà khách luôn á. Trời ơi, rất là buồn thật sự, một ngày tôi bị phá hủy bởi một câu nói đơn giản của khách hàng của tôi. Ok, xong giờ tôi soạn đồ để đi đây. Xong đây, bình thường tôi đi làm thì tôi sẽ cầm cái bộ dạng như thế này nè. Trước giờ thì tôi không có nghe nói là trong nghề make up là phải mặc kính hay mặc hở gì hết, chỉ cần mặc nhìn thấy thoải mái là được. Đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp luôn, nhưng cũng hơi bỡ ngỡ không biết cách xử lý như thế nào. Quá trình đi làm sáng nay của tôi thì tôi không có quay lại, nhưng mà buổi chiều nay thì tôi mặc bộ đồ y chang buổi sáng luôn, không khác gì hết nha, đều cùng là một bộ đồ á. Thấy không có ai ngoài tôi và chị khách nên tôi rất là vô tư, để tôi cởi áo ra mà không có nghĩ gì hết trơn á. Thì sau khi mà xong công việc thì cũng mặc đồ lại và tôi ra phòng khách. Tôi có thấy người yêu của chị thì tôi cũng có chào hỏi và tôi ra về. Thì coi như đây cũng là một bài học rút kinh nghiệm cho tôi sau này, là đi đâu làm gì gặp người khác thì tôi cũng nên mặc đồ kín đáo hơn một xíu. Đoạn video khiến dân tình tranh cãi ở trên diễn đàn mạng xã hội. Nhiều người cho rằng bạn khách nhắn tin nhắc nhở là hoàn toàn đúng, bởi lẽ việc ăn mặc sexy khi chưa biết ở nhà người khác bao gồm những ai là điều khá thiếu tế nhị. Hơn nữa, từ clip quay lại cũng có thể thấy rằng trang phục mà cô gái đang mặc có phần hơi mát mẻ. Tuy nhiên, ngược lại cũng có không ít netizen cho rằng việc ăn mặc như trên là điều hết sức bình thường, nó không phản cảm và không có gì đáng để lên án. Cái sai duy nhất có lẽ là chúng ta đang hơi khắt khe mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.